chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Tiếp theo về video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối và DJ những chiếc chữ Mika âm đền LED này một cách gọn gàng và phù hợp thẩm mỹ để chúng ta có thể trang trí xung quanh gia đình mình. Đầu tiên mình sẽ sử dụng thêm hai chiếc jack DC 5.5 này để làm nguồn và jack kết nối cho những chiếc chữ. Mình sử dụng thêm những đoạn dây điện như thế này. Giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Rồi mình sẽ hàn nó vào jack DC này. Ok, vậy là mình đã hàn xong rồi, mình sẽ cắm nguồn 2V vào để test thử. LED chúng ta đã sáng. Giờ mình sẽ cố định nó vào phần cuối của chiếc chữ C Mika này. Mình đã quét sẵn lỗ để gắn được chiếc jack DC này lên. Là mình đã cố định được jack DC cấp nguồn lên mặt sau của chiếc chữ lỗi như thế này rồi. Giờ mình sẽ gắn phần lắp Mika này lại. Mình sẽ sử dụng keo lến, keo 502 này để ok, vậy là mình đã hoàn thành được chữ C này rồi. Giờ mình sẽ cắm thử led vào test thử cho các bạn xem. Khá đẹp. Tiếp
tiếp theo về hai đầu dây da này mình sẽ đấu song song nó lại với nhau để cấp nguồn 12V và hàn nó vào một chiếc giặc này để kết nối với hai chiếc còn lại. Ok, vậy là đã xong rồi. T và chữ C còn lại này mình đã kết nối song song nó lại với nhau để sử dụng nguồn điện 12V. Mình sử dụng và hàn thêm một chiếc jack đựng DC này để kết nối với hai chữ C và chữ T còn lại này có jack DC. Giờ cuối cùng mình sẽ cố định được những tấm mica mặt trước này lên như này. Giờ mình sẽ sử dụng keo 502 để dán nó lại. Vậy là mình đã dán xong hai mặt chữ mica lên phần đế còn lại như thế này rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng dao dọc giấy để cắt gọt phần thừa này đi cho nó được đẹp và thẩm mỹ hơn. Tiếp theo về mặt sau của những chiếc chữ lỗi này mình sẽ sử dụng thêm những mảnh nhựa như thế này để làm được những cái bát lỗ để luồn dây cố định được chiếc chữ lên trên tường hoặc là trên chỗ trang trí. Giờ mình sẽ gắn nó vào trên mặt sau chữ đế lỗi này. Ok, vậy là đã xong rồi. Để cố định nó mình sẽ sử dụng những đoạn dây rút này để luồn vào trong những chiếc lỗ khe như thế này và cố định lên trên chỗ mình cần trang trí. Giờ mình sẽ ra gắn nó trên lên tường của mình và bật cho các bạn xem. Rồi, ok các bạn ơi, mình đã gắn xong những chiếc chữ lỗi âm đèn led lên trên những bức tường có gắn sẵn thảm cỏ nhựa trang trí như thế này rồi. Giờ mình sẽ cùng review và test thử những chiếc chữ lỗi như thế này. Ở đây là phần chữ lỗi mình đã gắn cố định lên bằng những sợi dây rút như mình đã nói ở trong video. Đây là nguồn vào 12V của chữ. Và đây là sợi dây kết nối các chữ lại với nhau bên này. Khá là ok ấy. Giờ mình sẽ sâu qua chỗ mình dùng để trang trí cho chỗ làm việc. Đây là bức tường thảm cỏ nhựa mình sẽ dùng để
trang trí cho chỗ làm việc của mình. Vì trời mưa khá là to, rất mong các bạn thông cảm. Giờ mình sẽ cùng bật đèn led lên để xem thử. Ok các bạn ơi, chữ lỗi, phần chữ lỗi thì sáng khá là đẹp. Và gắn lên trên bức tường thảm cỏ này cũng khá là ok đấy. Khá đẹp. Vậy là video của mình đến đây cũng xin được kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn có ý tưởng gì thì hãy bình luận ở bên dưới, mình sẽ cố gắng làm cho các bạn xem nhé.